tôi cho các chị này. Rồi chị Yên là đang xem live cho em một nút chấm nào mọi người ơi, chấm và chia sẻ bài cho em nhé. Rồi đây mọi người đang xem live cho em một nút chấm để chấm và chia sẻ bài cho em đây nè mọi người ơi. Chưa, em không có máy gửi. Trang anh nhận á. Trang cá nhân là cái bên máy này này. Rồi chào chị Hưng Phát này. Rồi chào chị Xuân Thảo, cảm ơn chị Xuân Thảo là người chia sẻ này. Rồi chào mình chia sẻ bài cho em nha các chị ơi. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ nào. Hôm nay em xả, nói chung là xả đồ ngủ nha các chị ơi, quần ngủ này, áo ngủ nha mọi người nhá. Chấm bài tương tác lên trên nè. Rồi để đầu like em tặng nha mọi người, để đầu like em tặng 0 đồng này. Chấm bài chia sẻ bài cho em, mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân cho em này. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em mọi người nhá. Rồi chấm lên chia sẻ bài cho em đây nè mọi người ơi. Chị nào thấy em thì cứ chấm lên tương tác cho em đây nè. Rồi mọi người, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm đi nào mọi người ơi. Rồi mọi người chị nào thấy em thì cứ chấm lên tương tác lên cho em ạ. Mọi người vô đông một xíu rồi em sẽ like luôn các chị yêu ơi. Chấm bài tương tác lên cho em, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ giúp em ha. Rồi chào chị Chiên Dung này, rồi em chào mọi người nhá. Rồi cảm ơn Xuân Thảo là người chia sẻ này. Rồi chấm bài tương tác và đẩy view cho em ạ. Mọi người vô đông một xíu rồi em sẽ like luôn các chị yêu ơi. Rồi mọi người vô đông một xíu rồi em sẽ like. Rồi cảm ơn chị Linh Mai đã thấy hiện là người chia sẻ nha. Rồi chương tác mạnh tay cho em đây nào mọi người ơi, cảm ơn Linh Mai nha. Rồi chia sẻ bài cho em đây nào mọi người ơi, 2 lần lên trang cá nhân cho em ạ. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em mọi người nha. Tương tác mạnh tay giúp em nào mọi người ơi. Chị nào thấy em thì cứ chấm lên cho em đây nè. Rồi để đầu like em tặng 0 đồng nha mọi người ơi. Đầu like em tặng 0 đồng để áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài nha. Rồi cảm ơn em thấy rồi nha, chị Linh Mai em thấy chị đẹp đã chia sẻ rồi nè. Rồi 2 lần lên trang cá nhân cho em đi nào mọi người ơi, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em nha. Bên trang page nếu chị nào chia sẻ bài nó sẽ hiện lên trên nick của chị là người chia sẻ nha. Rồi em chào mọi người nè. Rồi bây giờ em sẽ like luôn các chị ơi, các chị có mật mã cho em 0 đồng kèm điện thoại luôn cho em sẽ tặng 0 đồng nha. Rồi lên cho em mã 0 đồng và kèm lô số cho em, để chốt cho em mã 0 đồng nha. 0 đồng và kèm lô số cho em và chốt cho em mã 0 đồng. Dành cho chị nào cỡ tầm 53-54 ký mặc vừa cho em con này nha. 53-54 ký mặc vừa lên cho em mã 0 đồng kèm điện thoại luôn cho em ạ. Dạ cảm ơn chị Tường Vi nhiều nhá, cảm ơn chị đẹp nè. Rồi lên cho em mã 0 đồng và kèm lô số cho em ạ. Hôm nay sẽ xả từ giá, nói chung là giá sẽ từ là 10k đổ lên nha mọi người nha. Rồi comment cho em mã 0 đồng, 0 đồng và kèm lô số cho em các chị ơi. Lên cho em mã 0 đồng nhá, mã 0 đồng và kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Hôm nay xả sập sàn luôn, giá chỉ từ 10k, 15 với tới 20.000 thôi nha mọi người nhá. Nên là hôm nay các chị tranh thủ cho em này. Rồi 10k bây giờ em. Rồi 0 đồng cho chị Linh Mai này, 0 đồng cho chị Linh Mai nha, 0 đồng cho chị Linh Mai. Chị Linh Mai sàng chốt đủ đơn để em gửi hàng chị yêu nhá. 0 đồng cho chị Linh Mai cho này, các chị comment mã cho em từ 2 tới 3 lần nếu mà sợ, tại vì nay em like hai bị comment nhá. Nên là các chị comment mã cho em từ 2 tới 3 lần, 4 hoặc là 5 lần nếu mà em không thấy em đọc tên nhá. Rồi thấy chị Tường Vi chị yêu ơi, thấy chị đẹp nhiều nhá. Rồi mã 0 đồng chị Linh Mai rồi, bây giờ em sẽ like luôn các chị ơi, xả chỉ đồng giá từ 10k thôi các chị yêu ơi. Rồi con này siêu đẹp luôn, trên dành cho chị nào từ 50 tới 55 ký mặc vừa cho em ạ. 50 tới 55 ký mặc vừa nha mọi người. Đầu like một con áo ren như này em xả cho các chị 10k thôi ạ. Chốt cho em mã A62 nhá. 10k lên cho em mã A62 kèm điện thoại luôn cho em mã 10k, chốt cho em mã A62 này. Con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 50 tới 55 57 ký mắc vừa cho em nhá. 50 tới 57 ký mắc vừa, chị nào lấy comment cho em mã A62 này. A62 kèm điện thoại luôn cho em mọi người nhá. Chốt cho em mã A62 này. 50 57 ký mắc vừa, chốt cho em mã A62 kèm điện thoại luôn cho em mã A62 nhá. A62 kèm điện thoại luôn cho em mã 50 57 ký mắc vừa mọi người ơi. A62 kèm số trên mà chốt trên mà A62. A62 10k thôi ạ. Mã 0 đồng em hết rồi mọi người ơi, 0 đồng em hết rồi này. Rồi A62 10k chị Linh Mai dàn chốt đủ đơn. Nếu mà 10k thì chị dàn chốt đủ đơn cho em là từ 8 cái đổ lên nhá chị Linh Mai nhá. Chốt đủ đơn từ 8 cái đổ lên này.
từ 40 tới 55 ký mặc vừa, trên mạng 40 55 ký mặc vừa. 10k luôn mọi người này, chốt trên mạng A00. 10k lên trên mạng A00 kèm điện thoại luôn trên mạng 10k này. 10k nha các cháu ơi, 10k chốt trên mạng A00 kèm điện thoại luôn trên mạng 10k A00 ạ. 10k A00 kèm số trên mạng 10k này. 10k chốt trên mạng A00 kèm số mọi người ơi, 10k lên trên mạng A00 ạ. Chấm bài tương tác lên cho em đi nào mọi người ơi. Em còn 10k mà A00 nhá. Rồi lên cho chị một con áo đen này, chị nào mà ở nhà có quần đấy thì kết hợp cho em một cái quần màu đen nhá, cực kỳ xuất sắc luôn cho em này. Rồi cái này dành cho chị nào tầm 40 tới 53 ký mặc vừa. 40 tới 53 ký mặc vừa A82 10k, A82 10k, A1 A00 chị Linh Mai. Rồi cái này lên cho em mã A82 các chị ơi, 10k luôn ạ, 10k A82 trên này. 10k A82 mọi người này, từ 40 tới 55 ký mắc vừa. 10k cho cho em A82. A82 10k kèm liên số cho em ạ, luôn số cho em nhá. Bên trang web chị nào thấy em không ạ? Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm mọi người ơi. Em sợ đôi lúc nó bị ẩn comment nên là không thấy được mọi người này. Rồi mã A62 em hết rồi chị Hoàng Châu ơi. Rồi em còn mã A82 thôi ạ, em còn mã A82 thôi. A62 em hết rồi này. Áo thun màu trái em không có. Rồi em còn mã A82 nha mọi người. Chị nào lấy thì comment cho em mã A82 kèm số cho em ạ, 10k thôi mọi người nhá. 10k lên cho em mã A82. Rồi em còn mã A82 nha các chị ơi, em còn mã A82. Rồi quần này em xả cho các chị 10k luôn này. Chị nào mà có áo rồi á, chị nào mà có áo ở nhà rồi này, từ 40 này, A82 này, A82 chị Tường Vi ạ, A82 chị Tường Vi, chị trong full sau mắt rồi nhá. Rồi dành cho chị nào từ 40 tới 55 ký mặc vừa cho em này. 40 tới 55 ký mặc vừa nhá, 40 tới 55 ký mặc vừa. Cái này là quần dài cho em. Chị nào lấy comment cho em mã A56 này. A56 nha các chị gái, cho em mã A56 10k thôi. 10k lên cho em mã A56 này, A56 10k. A56 10k kèm điện thoại luôn cho em mã A56 ạ. 10k lên cho em mã A56 nhá. A56 10k kèm điện thoại luôn cho em mã A56 này. A56 10k. Cái này kiểu dạng choàng thêm các chị ơi, cái này là kiểu dạng choàng cho em này, cực kỳ đẹp luôn mọi người này. Rồi thấy chị Hương Hoang Hương Hương, thấy chị Hương Hương Hưng Hồ, thấy chị Hương Hưng Hồ, A82 em hết rồi này. Rồi con này lên cho em mã choàng 10k mọi người này, chốt cho em mã choàng nhá. 10k lên cho em mã quàng choàng, choàng 10k nha mọi người, siêu đẹp luôn cho em này, lên cho em mã choàng nhá. 10k chốt cho em mã choàng này, mã choàng 10k nhá. Rồi A56 này, A56 cho chị A56 cho chị Hưng lộn, A56 chị Linh Mai này, A56 chị Linh Mai, chị Hưng phát sau mất rồi nhá. A56 cho chị Linh Mai này, chấm lên tương tác cho em đây nào mọi người. Rồi xả đầm luôn nè mọi người này, dành cho chị nào cỡ tầm 50-55 ký mặc vừa, 50-55 ký mặc vừa. 39k mọi người ơi, 39k con này, 50-55 ký mặc vừa. 39k A1323, 39k A123, 39k A123 cho em ạ. 39.000 nhá, A123 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Hôm qua bán 59k, hôm nay em xả nốt luôn cho các chị ơi. Rồi lên cho em ạ, A123 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 39k. Dạ em thấy chị Thanh Thanh chị này. Rồi mã choàng này, mã choàng, mã choàng cho chị Hưng Phát này, mã choàng chị Hưng Phát này. Cái gì chị Linh Mai, chị chốt cái gì này. Rồi mã choàng chị Hưng Phát rồi, chốt đủ đơn cho em ạ. Rồi con này 39k mọi người, A123, 39k A123 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 39.000 nhá. 39k A123 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 39k A123. Rồi con này siêu xinh luôn cho em này mọi người ơi, con này siêu xinh. Dành cho chị nào từ 50-57 ký mắc vừa cho em ạ, 50-57 ký mắc vừa nhá. 50-57 ký mắc vừa. Rồi xả luôn 39k luôn các chị ơi, chốt cho em ạ, A78. 39k A78 cho em ạ, 39k này, 39k A78 cho em. 39k chốt cho em ạ, A78 này. A123 cho trong full chốt hàng lên số cho em với chị gái ơi. Chốt hàng lên số cho em ạ. Rồi con này lên cho em ạ, A78 này. A78 này, A123 trong full chốt hàng lên số cho em với. Tại vì là em like bên này thì nó khác cái bên chỗ bữa, cái bên em like bữa. Nên là cái này chị phải lên số cho em nhá, chị trong full nhá. Rồi A123 chị trong full này, chốt hàng lên số cho em và ràng chốt đủ đơn luôn nhá. Rồi thấy chị Phận Béo Trôi này, thấy chị Phận Béo Trôi. Rồi em còn mã A78, chị nào lấy thì comment cho em mã A78 kèm điện thoại luôn cho em mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em mã A78 á, A78 kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con áo ren này, chị trong full cho em lại số nha người đẹp nhá. Rồi trong full cho em số đi người đẹp ơi. Rồi con này siêu đẹp luôn cho em này mọi người. Chị nào tầm 45, 45 tới 52 ký mắc vừa, 45 tới 52 ký mắc vừa. Rồi A78 này, A78 còn không? A78 39k này, A78 này. A78 39k này cho chị Linh Mai dồn đơn. Rồi, chị trong full chị phải lên số cho em, chị trong full không là em sẽ nhường cho người sau này, tại vì bên này nó khác cái bên chỗ của em nha.
Rồi A123 này, A123 nhường đây này, A123 chị hân thư thương này. Rồi con này chị nào tầm 45 tới 53 ký mắc vừa, 45 tới 53 ký mắc vừa, con này chốt cho em mã A79 này. A79 cho mọi người, con này là hàng ren cho em này. Rồi hàng ren cho mọi người, A79 kèm điện thoại cho em ạ, 15k. 15k A79 cho em ạ. 15k chốt cho em mã A79 các chị ơi, 15k lên cho em mã A79 nhá. A79 15k kèm điện thoại luôn cho em mã A79 á, 15k nhá. 15k A79 á. Rồi lên cho chị một con hồng siêu đẹp luôn này mọi người, dàn chốt đủ đơn, chị Ngọc Trân sau mất rồi nha. Chị Ngọc Trân sau mất rồi. Rồi dành cho chị nào tầm 40 này, 40 tới 52 ký mắc vừa. 40 tới 52 ký mắc vừa lên cho em mã hồng nha mọi người, 10k chốt cho em mã hồng này. 10k lên cho em mã hồng, hồng 10k kèm điện thoại luôn cho em mã hồng nha. 10k chốt cho em mã hồng, hồng 10k kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi con này em xả cho các chị 20k này mọi người này. 20k từ 40 tới 53 ký mắc vừa, 20k A0 A20, 20k lên cho em mã A20. 20k A20 kèm điện thoại luôn cho em mã 20k chốt cho em mã A20 này. A20 20.000 nha mọi người ơi. A20 20.000 này. A79 hả? Có A79 hả? A79 Tuấn Cúc ơi, chốt hàng lên số cho em với chị ơi. Tuấn Cúc chốt hàng lên số cho em mà A79 Tuấn Cúc. Mọi người comment mã kèm số điện thoại cho em với các chị ơi, tại vì các chị con mà mã không kèm số là em không biết đường nào em chốt nha mọi người nha. Rồi, A79 thì chốt hàng lên số cho em với nè. Rồi, A20 này, A20 cho chị Linh Mai 20.000 này. Rồi con này chị nào tầm 50 tới 55 ký mắc vừa, con này có mút nhé. 50 tới 55 ký mắc vừa, con này em xả cho các chị 39k. 39k chốt cho em mã A06. 39k lên cho em mã A06 này, 39k A06. 39k lên cho em mã A06 nha mọi người nhá. A06 này. 39k lên cho em mã A06 đây, sắm lên đây, đây. Mặc quần cả áo luôn nhá, người đẹp. Không không có mặc quần nha. Rồi con này chị nào cỡ tầm từ 40 đến 40 tới 53 ký mặc vừa lên trên mã A209 ạ. A209 kèm điện thoại luôn trên mã A209 này, chốt trên mã A209 này. Rồi A06 này, A06 này. A06 ạ. Rồi từ A06 này, A06 chị Ngọc Trân ạ, chị Vi Triệu sau mất rồi nha. Em còn rất là nhiều luôn nên là các chị theo dõi cho em ạ. Rồi con này lên trên mã A209 10k. 10k A209 kèm điện thoại cho em ạ, 10k mà A209 ạ. 10k lên trên mã A209, 10k cho trên mã A209 này. 10k A209 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con ren này có 56 kg luôn, chị yêu này có 56 kg luôn nhá. Mọi người sàn chốt đủ đơn cho em, đơn 80k đổ lên em ship hàng mọi người nhá. Rồi con này 50 57 kg mắc vừa, 50 57 kg mắc vừa, chị nào lấy comment chết cho em mã A223. 223 10k nha mọi người, 223 10k. 223 chốt cho em mã 223 10k nha mọi người nhá. 223 10k. Rồi cái này là mã gì? Mã có mút hồi nãy á. Mã gì? Không, cái mã có mút hồi vừa rồi đấy. A06 phải không? Rồi A06 em còn A06 chốt cho chị à. A06 chốt cho chị Ngọc Trân một con, chị Ngọc Trân được một con này. A06 chị Ngọc Trân một con nha. A06 chị Ngọc Trân một con này. Rồi. Ngọc Trân đi, Ngọc Trân đi. Ngọc Trân chị ghi rồi. Ngọc Trân có đơn chưa? Nãy em đọc của chị Vi Triệu. Rồi ok chị Vi Triệu này, chị Vi Triệu được một con. Rồi ok chị Vi Triệu được một con. Có quần mặc rồi mà chị út cưng. Đây quần em đây. Quần đùi lưng cao hẳn hoi luôn ý. Do cái áo của em form dài mà. Rồi làm em đỏ hết cả mặt. Rồi con này chốt cho chị à, chốt cho chị Hưng Hưng Hồ Hương Hương Hưng Hồ một con, A06 Hưng Hương Hồ một con này. Mọi người ơi sáng chốt đủ đơn cho em nhá. Đơn 80k đổ lên em ship hàng này. Rồi con này tại vì nó bị lắm nên là em xả cho các chị 20k con này nhá. Nó bị lắm về các chị sáng xa giúp em này. Nó bị lắm nên là em xả cho các chị 20.000 con này nhá. A06 chị Hưng Hương Hồ một con rồi nhá. Mọi người sáng chốt đủ đơn cho em ạ. Rồi con này dành cho chị nào từ 40 tới 52 ký mắc vừa. 40 tới 52 ký mắc vừa, 40 52 ký mắc vừa cho trên mã A95. Lên trên mã A95 kèm điện thoại luôn trên mã A95 nha mọi người nhá. Lên trên mã A95 kèm điện thoại luôn trên mã A95 này. A06 em hết rồi trời ơi. Rồi con này cho trên mã A95 20.000, 20.000 A95, 20.000 A95. Sao chị Tuyển Trần An Trang ơi. Rồi con này lên trên mã A95 này, 20k A95 trên mã 20k A95 A06 ạ. Tạm thời em hết này. Lên trên mã A gì đó? A95.
A95 kèm điện thoại cho em ạ. Rồi xả con này 10k này mọi người nhá. Con này xả cho các chị 10k. Chân váy còn nguyên tang mạc luôn cho em mọi người ha. Chân váy còn nguyên tang mạc luôn cho em ạ. Rồi xả 10k mọi người này, 50 tới 65 kg mặc vừa. 50 tới 65 kg mặc vừa 10k mọi người này. 10k này lên cho em mã tem, 10k chốt cho em mã tem. A95 cho chị bé Kiều, A95 cho chị bé Kiều này. Rồi con này lên cho em mã tem 10k, tem 10k mọi người dàn chốt đủ đơn cho em nhá. Rồi lên cho em mã tem 10k, tem 10k kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi xả một cái con áo siêu đẹp luôn cho em nè mọi người này. Là sao chị Tuyến Trần An Trang, có gì chị inbox cho em đi chị gái ơi, có gì chị inbox cho em nhá. Chứ còn mà chị nói trên live thì em cũng không có giải quyết được, tại vì người live với lại người chốt đơn khác nha, em không có làm hàng, em không có làm hàng, em chỉ live thôi nên là em không có biết nha. Có gì chị inbox cho em đây nè. Rồi tem 10k nha, tem 10k kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi 50 tới 57 kg mắc vừa cho em ạ, 50 57 kg mắc vừa một con áo tím như này em xả cho chị 10k thôi. 10k lên cho em mã tím mọi người, 10k mã tím chị kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi mã tem 10k chị Linh Mai. Rồi con này lên cho em mã tím 10k, tím 10k kèm điện thoại luôn cho em mã tím đấy. 10k chốt cho em mã tím mọi người, 10k chốt cho em mã tím ạ. Rồi con này là dạng quần định hình cho em mọi người nhá, còn mới 100% cho các chị này. Con này còn mới 100% nhá. Rồi mã tím cho chị tím cho chị Ngọc Trân dồn đơn, tím chị Ngọc Trân dàn chốt đủ đơn. Rồi con này là quần định hình cho em, quần kiên định hình nhá mọi người nhá. Con này cực kỳ mới luôn cho em mọi người này, con này cực kỳ mới cho em nhá. Dành cho chị nào mà cỡ tầm từ 48 á, 48 tới 53 kg là mặc vừa nhá, vì chịu sau mất rồi này. Rồi 48 tới 53 kg mặc vừa cho em quần này ha. 48 tới 53 kg mặc vừa quần định hình ạ. Chị nào lấy con này lên cho em mã 208 A208 con này em xả cho các chị 25k A208 nhá mọi người. 25k A208 nhá, 25k chốt cho em mã A208 ạ. 25k lên cho em mã A208 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A208 25.000 nhá mọi người nhá. A208 25k. A208 25k kèm điện thoại luôn cho em A208 25.000 nhá. Mọi người comment đúng mã cho em ạ. Comment đúng mã mọi người ơi. A208 cái đó 25.000 cho em ạ. A208 chị Ngọc Trân dồn đơn 25k này. Rồi con này dành cho chị nào từ 40 tới 52 kg mặc vừa cho em ạ. 40 tới 52 kg mặc vừa nhá. 40 tới 52 kg mặc vừa một con áo màu cam cho em ạ. Cho chị em ạ cam 10k, 10k lên cho em ạ cam. 10k lên cho em ạ cam, 10k lên cho em ạ cam kèm điện thoại luôn cho em ạ. 10k chốt cho em ạ cam. Mã cam 10k kèm điện thoại luôn cho em các chị ơi, lên cho em ạ cam 10k này. Cam 10k. Rồi lên cho các chị một con áo dây xanh này mọi người này. Xanh là xanh theo cho em này. Rồi chốt cho em ạ xanh 10k này, xả các chị 10k chốt cho em ạ xanh. 50 tới 55 kg mặc vừa 10k chốt cho em ạ xanh, xanh 10k mọi người này. Xanh 10k, xanh 10k kèm điện thoại luôn cho em ạ xanh, 10k chốt cho em ạ xanh ạ. 10k lên cho em ạ xanh, xanh 10k kèm điện thoại luôn cho em ạ xanh ạ. 10k chốt cho em ạ xanh, xanh 10k nhá. Rồi con này size to hôm nay xả luôn cho các chị này, xả nó luôn các chị 39k nhá. Rồi con này dành cho chị nào này cỡ tầm 50 này, 50 58 kg mắc vừa cho em ạ. 50 58 kg mắc vừa, 50 58 kg mắc vừa 39k A15. Xanh cho chị Ngọc Trân, xanh cho chị Ngọc Trân. Rồi con này lên cho em ạ. A15 39k A15, 39k A15 mã cam chị Thuận Võ đây, Thuận Võ ráng chốt đủ đơn cho em nhá. Rồi 39k này chốt cho em ạ A15. A15 39.000 mọi người nhá. A15 39k. A35 39k kèm điện thoại luôn cho em ạ. A15 nha mọi người nhá. 39k A15. Rồi con này size nhỏ cho em ạ, tầm 40 tới 48 kg mắc vừa. 40 tới 48 kg mắc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em ạ A61 này mọi người. Chốt cho em ạ A61 nha. A61 20k, 20k A61 cho em ạ. 20k lên cho em ạ A61 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 20k A61 cho em ạ. Chấm bài tương tác lên cho em đi nào mọi người ơi. Chị nào có thấy em không thì cho em một nút chấm này. Rồi, A61 20.000 nha, 20.000 A61 này. Vi chịu chốt cái mã gì ấy chị ơi? Rồi mã xanh em hết rồi này. Xanh hết rồi đúng không? Rồi em còn mã gì đó? Em còn mã A15 này, A61 Hưng Hương Hồ dồn đơn, A61 Hương Hồ dồn đơn này. A61 Hương Hồ dồn đơn này. Rồi lên cho các chị một con mút này, một con mút nu nha mọi người, chốt trên mã nu nhá. Từ 40 này 40 tới 55 kg mặc vừa lên trên mã nu, xả các chị 39k. 39k lên trên mã nu. Mã nu 39k kèm điện thoại luôn trên mã nu 39.000 này, 39.000 chốt trên mã nu ạ. Nu 39k kèm điện thoại luôn trên mã nu. 39k chốt trên mã nu, nu 39k kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Rồi lên cho chị một con size to này. Rồi lên cho chị một con size to 60-65kg mắc vừa. 60-65kg mắc vừa A39. 60-65kg mắc vừa A39 cho em. 60-65kg mắc vừa A39 này, 39.000 A39 cho em. 39.000 cho em ạ A39 nhá. 39k A39 cho em ạ. 39.000 A39 này. A61 em hết rồi này. A61 em hết rồi.
Rồi A3939 ngàn nha mọi người. A3939K kèm điện thoại luôn cho em ạ. Chấm lên tương tác lên cho em đây nè mọi người ơi. Rồi lên cho chị một con áo hồng này, A61 em hết ạ. Rồi con này dành cho chị nào từ 40 tới 52 ký mặc vừa, mã nu cho chị thuận võ dồn đơn. 40 tới 52 ký mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em ạ, A240. A240 nha mọi người, A240 kèm điện thoại luôn cho em, A240 10k. 10k A240 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 10k A240 nhá, 10k cho em A240 kèm số cho em ạ. 10k A240. Rồi lên quần cho chị này. Quần này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 này, 40 tới 55 ký mặc vừa. 40 tới 55 ký mặc vừa. 10k luôn cho em ạ, A55. 10k lên cho em A55 này. 10k A55 mã cam, mã nu em hết rồi. Rồi con này lên cho em A55, 10k A55. 10k A55 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 10k. 10k A55. Đây quần định hình đây. Quần định hình dài cho em nè mọi người. Cái này là quần định hình dài. Từ 40 này, từ 40 tới 50 ký mắc vừa thôi nè, 40 tới 50 ký mắc vừa quần định hình cho em. 40 tới 50 ký mắc vừa lên cho em ạ, A57 cho em ạ, A57 25k. 25k A57 cho em ạ, 25k A57 nhá. 25k A57 con này chị nào cỡ tầm 50 52 ký quay đầu thôi. Rồi lên cho em ạ A57 quần định hình cho em ạ, A57 nhá. 25k A57 cho em ạ. Chấm bài thứ hai lên cho em đi nào mọi người ơi, A57 nhá. A57 kèm số cho em ạ, cho em ạ A57 25.000. 25k A57 ạ. 25k A57 cho em ạ. 240 chị Vi Triệu, 240 chị Vi Triệu, mọi người dàn chốt đủ đơn cho em. Đơn 80k đổ lên là em ship hàng chỉ có 10.000 thôi, nên là các chị dàn chốt đủ đơn cho em nhá. Rồi con này lên cho các chị một con màu đỏ đô cho em này, dành cho chị nào từ 40 tới 52 ký mắc vừa. 40 tới 52 ký mắc vừa, chị nào lấy comment cho em ạ. A246 á, à lộn A249 đấy. Cho cho em A249 nha mọi người, 10k A249 cho em. 10k A249 cho em, 10k A249 đấy. 10k A249 kèm số cho em ạ, 10k A249 đấy. Rồi lên cho chị một con nguyên tang mạch như này nhá, con này cực kỳ mới, mới 100%. 40 tới 53 ký mắc vừa, 40 tới 53 ký mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em A45 10k, 10k A45 cho em. 10k cho em A45, 249 cho chị Vi Triệu, 249 chị Vi Triệu. Rồi A45 cho em A45 nha mọi người, 10k A45. 10k A45 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 10k. Chưa. A45 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên một con quần còn nguyên tang mạch luôn cho em ạ. A45 còn không chị? A45 cho chị Hương Hương Hồ, A45 chị Hương Hương Hồ khởi nguyện sau này. Rồi con này dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 53, 54, à 40 tới 54 ký mắc vừa. Con này còn nguyên tang mạch. 40 ba 40 tới 54 ký mắc vừa, A150. Cho chị em A150 kèm điện thoại luôn cho em A150 này. A150 10k A150, 10k A150, 10k A150. 10k cho chị em A150. Ủa cái quần 57 này không chị nào chốt à? Cái quần 57 này không chị nào chốt là quần định hình cho em này. Rồi 10k luôn các chị ơi, từ 40 tới 55 ký mắc vừa. 10k cho chị em A12, 10k lên cho em A12 này. 10k lên cho em A12, 10k A12 45 em hết rồi này. 10k A12. 10k cho chị em A12. Rồi áo ren cho em này các chị ơi, con này áo ren cho em này. Tầm 50 60 ký mắc vừa cho em áo ren này, 50 tới 60 ký mắc vừa. 50 tới 60 ký mắc vừa. Rồi 10k luôn ạ, 10k cho chị em A19, 10k A19 cho em. Rồi 10k A19 đấy, 10k A19 ạ. Chấm bài lên đây nào mọi người ơi, 10k A19 cho em ạ. 10k A19 nhá. A19 10k kèm điện thoại luôn cho em ạ. A19 10.000 nhá. Rồi quần ren này xinh chưa? Lên cho em ạ. Ren, cho em ạ ren nha mọi người. Lên cho em ạ ren dành cho chị nào từ 40 50 ký mặc vừa ren. 40 50 ký mặc vừa ren, 10k ren, ren 10k kết hợp với lại cái áo kia được á. Nhưng mà cái quần nhỏ, cái áo to. A12 còn không chị? Còn. A12 thuận võ. Rồi. A19, A19, A19 còn không? A19 còn không? A19 Kiều Loan, A19 Kiều Loan. Rồi, em sẽ lên váy này.
Rồi xả hai bi gà cho mọi người. 50 57 kg mắc vừa 20k. 50 57 kg 20k chốt trên mạng A73. 20k A73. 20k A73 trên mạng 20k chốt trên mạng A73 này. 50 57 kg mắc vừa 20k A73. 20k chốt trên mạng A73. 20k A73 cho em ạ. 20k A73. 20k A73. Rồi chân váy này 10k nha mọi người, lên cho em này. Chị nào cỡ tầm 45 này, 45 55 kg mặc vừa 10k A47. 10k A47 cho em ạ, 10k chốt cho em ạ A47 nhá. A47 10k, A47 10k. A47 10k kèm điện thoại luôn cho em ạ. A47 10k chốt cho em ạ A47. A47. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa. 50-55kg mắc vừa. 39k con này. 39k chốt cho em ạ A69. 39k A69 cho em ạ A47 Hưng Hương Hồ. Hưng Hương Hồ. Rồi lên cho em ạ A69 đấy. Chốt cho em ạ A69. 39k A69 đấy. 39k A69 cho em ạ. 39k A69. 39k chốt cho em ạ A69 đấy. 39k A69. Rồi 60kg quay đầu mặc vừa. 60kg quay đầu mặc vừa. 60kg quay đầu mặc vừa nha mọi người. 60kg quay đầu mặc vừa. 39k chốt cho em ạ. 240 A240. Giờ 39k A240 cho em ạ. 39.000 nhé. 39.000 A240. 39k A240 kèm số này. 39k A240. A240 39.000 nhé. Rồi 40 này, 40 tới 53kg mắc vừa. 40 tới 53kg mắc vừa cho em ạ. 40 53kg mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em ạ. A120 10.000. A120 10k. A120 10k. Chị lấy thêm. Chị lấy thêm một cái ổ bún mì ở chị nhá. Chị uống thì chị lấy thêm. Chị lấy cho chị mình. Quần này dành cho chị nào này. A120 này. A120 39k này. Cho chị Trấn Lê Thanh Nhã này. A120 chị Trần Lê Thanh Nhã này. A120 chị Trần Lê Thanh Nhã này. Chốt đủ đơn luôn cho em nha chị nhá. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 40 này, 40 tới 55kg mắc vừa. 40 tới 55kg mắc vừa lên cho em A80. 10k A80. 10k A80 này. 10k A80 kèm điện thoại luôn cho em. 10k A80. 120 Trần Lê Thanh Nhã. 120 Trần Lê Thanh Nhã. Chị ăn chưa? Sáng chị ăn chưa? Ăn rồi. 120 Trần Lê Thanh Nhã này. Chốt đủ đơn cho chị Trần Lê Thanh Nhã nha. Chốt đủ đơn cho em nha. Mọi người đang chốt đủ đơn cho em để em gửi hàng cho chị yêu nha. Đang chốt đủ đơn cho em để em gửi hàng. Rồi. Con này chị nào tầm 40 tới 55kg mắc vừa. 10k nha mọi người. 10k này chốt cho em ạ. A209 ạ. 10k A209 kèm điện thoại cho em ạ. 10k A209 đấy. A80 có. A80 10k chị Hương Hương Hồ. A209 ạ. A209 kèm điện thoại luôn cho em A209 ạ. 60 65 kg mắc vừa cho em ạ. 60 65 kg mắc vừa. 60 65 kg mắc vừa. 20k A254. 20k A254 này. 20k A254. 20k A254 ạ. 20k A254. Rồi con này còn nguyên tang mẹt luôn. Từ 40 tới 50kg mắc vừa. 40 tới 50kg mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã A93. Chốt cho em mã A93 mọi người này. 39k A93. 39k A93 kèm điện thoại luôn cho em mã 39k A93 này. 39k lên cho em mã A93 kèm điện thoại luôn cho em nhá. 39k A93 này. Rồi con này size to cho các chị này. Rồi con này size to dành cho chị nào cỡ tầm 50-60kg mắc vừa. 50-60kg mắc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em A144 ạ. Lên cho em A144 20.000. 20k A144 trên điện thoại luôn cho em ạ. Cái gì? Rồi A9.
A93 chị Trần Lê Thanh Nhã. A93 chị Trần Lê Thanh Nhã. Rồi lên cho chị con áo ren hồng này, dành cho chị nào cỡ tầm 40-50kg mặc vừa. 40-50kg mặc vừa A248, chốt cho em A248, 10k A248 này. 10k A248 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 10k A248 này. 10k A248 kèm số cho em nhá. 10k A248 kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi một cái quần màu tím hồng hồng tím tím nè mọi người. A93 em hết rồi. 40-53kg mặc vừa 10k nhá các chị ơi, 10k A131. 10k A131 kèm điện thoại cho em ạ, 10k A131. 10k A131 này. 114 cho chị Hải Yến ạ, chốt đủ đơn cho em ạ. Rồi 131 nha mọi người, 131 248 Trần Lê Thanh Nhã. Rồi con này lên cho em A131 này, 10k A131 cho em ạ. 10k A131 nhá. Rồi xả con này 39k này các chị này. Từ 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 tới 55 ký mắc vừa 39k. 39k chốt cho em A231. 39k A231 này. 39k A231 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 39k A231 nhá. 39k A231 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A231 39.000 nhá. Rồi lên cho chị một con áo ren này. Từ 50 nhá. Từ 50 tới 57 ký mặc vừa cho em ạ, 50 tới 57 ký mặc vừa. 50 57 ký mặc vừa, chị nào lấy comment cho em ạ, A64. Chốt cho em ạ, A64 50 57 ký mặc vừa. 50 57 ký mặc vừa A64 15k A64 một con áo ren siêu đẹp luôn, chốt cho em ạ A64 này. 15k A64 cho em ạ, 15k. 15k chốt cho em ạ A64. A64 15.000. A64 15k. Rồi cái này dễ thương này các chị này, con này dễ thương này. Rồi 45 này, 45 tới 53 ký mắc vừa. 45 tới 53 ký mắc vừa, chị nào lấy comment cho em A58 đấy. A58 nha mọi người, 10k A58 cho em. 10k A58, 10k A58 ạ. 10k A58. Rồi một cái quần hồng nha mọi người. 40 tới 55 ký mắc vừa 10k nha. 10k cho em A256. 10k A256 kèm điện thoại cho em ạ, 10k A256. Chốt hàng lên số mọi người ơi, chốt hàng kèm điện thoại kèm số cho em với nè. A256 kèm điện thoại luôn cho em A256 đấy. Mọi người ơi, mọi người chấm bài cho em với mọi người ơi. Kiểu này em không có like gì được. 50 tới 55 ký mắc vừa A64 Thuận Võ. A64 chị Thuận Võ này. A64 15.000 cho chị Thuận Võ, cái đó 15.000 nha. Rồi con này dành cho chị nào khoảng tầm 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa. 10k. Chốt cho em ạ A67. 10k A67 kèm điện thoại cho em ạ, 10k A67 nhá. 10k A67 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi đầm dài này. Xả các chị 39k. 40 tới 53 ký mắc vừa. Rồi, Hưng Phát có đơn chưa? Hưng Phát có đơn rồi. 256 chị Hưng Phát này. 256 chị Hưng Phát. 39k con này chốt cho em A49. 39k A49 cho em ạ, 39k A49 này. 40 tới 53 ký mắc vừa 39k A49. 39k A49 67 hết này. 39k A49 ạ. A67 hả? A67 con hả? A67 này, A67 chị Khởi Nguyễn. A67 Khởi Nguyễn chốt hàng đủ đơn luôn cho em này. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 45 này, 45 tới 57 ký mắc vừa. 39k luôn ạ, 39k A130. 39k A130, 39.000 A130 kèm điện thoại cho em ạ. Màu này cực kỳ nhẹ nhàng và cực kỳ quyến rũ nha mọi người. A130, 39.000 A130. 39k A130 kèm điện thoại luôn cho em ạ, A130 39.000 nha. Rồi. Cái này là quần cho em nha mọi người, cái này là quần nhá. Dành cho chị nào tầm 50-57 ký mắc vừa.
Chị nào đấy con này chốt cho em ạ, A85 10k. 10k A85 cho em ạ, 10k A85 này. 10k chốt cho em ạ, A85 nhá. A85 10k kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi một con bi siêu đẹp nha mọi người, chốt cho em ạ bi. Mạ bi kèm điện thoại luôn cho em ạ bi này, 10k mạ bi. A49. Đấy nào. A49 chị Anh Trâm. Anh Trâm chốt đủ đơn luôn cho em chị yêu nhá. Rồi 10k mạ bi này. 10k mạ bi. 10k mạ bi. 40 tới 55 ký mắc vừa. 40 55 ký mắc vừa. A85, A85 khởi nghĩa à, khởi nguyên. Rồi 130 hả? Đang điện chị ơi, mạ bi khởi 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 nguyên luôn này. 130 chốt hàng lên số chị Thị Mai ơi, chốt hàng lên số cho em này. A109 10k A109. 10k A109. 10k A109 ạ. 10k A109. Rồi áo này các chị này. A85 còn không? A85 hết rồi. Rồi 45 tới 52 ký mắc vừa. Chốt cho em mã theo 10k mã theo. 45 53 ký mắc vừa 10k chốt cho em theo. 10k mã theo, theo 10k. Theo 10.000. 10k này một con chân váy này. 40 tới 53, 55 ký mắc vừa. A134 10k A134. A134 10k A134. 10k chốt cho em A134. 10k A134. 50 60 ký mắc vừa. 50 60 ký mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em A140, 10k A140. 10k A140 kèm điện thoại cho em ạ, 10k A140 này. Chấm bài lên đây nào mọi người ơi, 10k A140. 10k A140. Rồi lên cho chị một con áo nâu. Rồi chốt cho em mã nâu. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 55 ký mắc vừa, áo nâu. 130 chốt hàng lên số chị Long Tỷ ơi. Mọi người ơi, dàn chốt đủ. Chốt hàng lên số cho em và dàn chốt đủ đơn cho em đi ạ. Rồi con này lên cho em mã nâu mọi người, 10k mã nâu, 10k chốt cho em mã nâu ạ. Rồi nâu 10k kèm điện thoại cho em mã nâu 10.000. Mã nâu 10.000. Rồi lên cho chị một con áo có mút này các chị này, 10k luôn nhá. Dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 53 ký mắc vừa. 10k luôn cho em ạ, 10k A200. 10k A200 A40 cho chị Thuận Võ này, hả? Lâm Tí kìa. Có ai? Lâm Tí 130. 3130 cho chị Lâm Tí lên số rồi hả? Bên này không thấy. Rồi mã nâu này, mã nâu 10k chị Hưng Hương Hương Hưng Hồ. Rồi A200 mọi người, 10k A200. 10k A200. 10k A200 ạ. Một con ren này. Dành cho chị nào cỡ tầm 40 tới 50 ký mắc vừa cho em mã ren. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa lên cho em mã ren 10k ren này. Ren 10k. Ren 10k kèm điện thoại luôn cho em mã ren 10.000. Ren 10.000. Trời ơi, quần ren định hình này mọi người ơi. Rồi 45 tới 52 ký mắc vừa. 45 tới 52 ký mắc vừa quần ren. A20 A200 chị Trần Lê Thanh Nhã. Quần ren định hình nha mọi người 25.000. A139. 25.000 A139. 45 tới 52 ký mắc vừa, cực kỳ mới cho em. Cực kỳ mới nha mọi người, A139 này. A139 nha mọi người, 25.000 A139 này. Từ 45 tới 53 ký mắc vừa, lên cho em A139 này 25.000. A139 này. A139 cho chị Hưng Phát này. A139 chị à, ren chứ lộn, ren cho chị Hưng Phát lộn. A139 chưa ai chốt nha. A139 em chưa thấy ai chốt này. Rồi đầm màu đen nè mọi người. Rồi 50 này, 50 57 ký mắc vừa, A139 cho Hưng Phát luôn. Rồi 50 57 ký mắc vừa, chị nào lấy comment cho em mà A12. A12 xả các chị 20k. 20k A12. 20k A12.
20K A12. Rồi 45 tới 55 ký móc vuông. 39K mọi người nhá, 39K. Chốt cho em A128, 39K A128. Rồi lên cho em A128, 39.000 A128. A12. A12 Hưng Hồ, Hưng Hồ. A12 Hưng Hồ. Rồi con này chỉ là tầm 40 này, 40 tới 55 ký móc vừa. 40 tới 55 ký móc vừa. Chị nào lấy comment cho em A210. A210 kèm điện thoại cho em A210. 39.000 A210. 128 này, còn không? 128 chị An Glen Nguyên này. Angela Nguyên. Rồi 210 39.000 210. 39.000 210. Chốt đủ đơn cho em nha mọi người. 50-65 ký móc vừa. 50-65 ký móc vừa. A12 chị Angela Nguyên rồi này. Angela Nguyên chốt đủ đơn cho em ha. Rồi 39K mọi người. 50-65, 50-60. 39K A135. 39K A135. 210 chị Angela Nguyên luôn ạ. Rồi lên cho em A135. Rồi 39K A135. 39K A135. A135. Em còn A135, A12 hết rồi nha. Rồi từ 45 tới 52 ký móc vừa. 45 52 ký móc vừa. 39K chốt cho em 228. 39K A228. 39K A228 đây. 39K A228 cho em ạ. 39.000 A228. Cái gì ai không biết. Cái này quần quần kiểu sao đây ta, quần định hình tới tới dú à, phải không, kiểu quần như nào đây ta, phải vậy không mọi người, quần định hình nhá, quần định hình tới nách luôn này mọi người này, lần đầu tiên em thấy luôn á. Đây dành cho chị nào cỡ tầm 50, à chị nào tầm 48. 48 tới 55 kg này, 48 tới 55 kg luôn mọi người nhá. Chị nào lấy con này lên cho em mã. Cái này là quần gen, các bạn lên thêm mã A52. 25.000 mã A52, 25.000 mã A52. Nó định hình tới đây luôn, tới cái phần vòng eo của mình luôn nhá. Chỉ có 25.000 thôi, lên cho em mã A52. A52 cực kỳ mới nha mọi người nhá, cực kỳ mới tại vì cái này là hàng Nhật nha nên là các chị khỏi lo về độ mới này. Rồi lên cho em mã A52 nha, A52 kèm số điện thoại luôn cho em mã 25.000 ạ. 25.000 A52. 25.000 chốt cho em mã A52. A52 25.000. Rồi lên cho chị một con áo màu xanh nè mọi người này, chốt cho em mã xanh 10k mã xanh này. 10k lên cho em mã xanh 50-57 ký mắc vuông. 10k chốt cho em mã xanh. Xanh 10k kèm điện thoại luôn cho em mã xanh này, 10k mã xanh ạ. Chấm mày lên đi nào mọi người ơi, 10k mã xanh. A52 cho chị Hưng Phát này, A52 chị Hưng Phát 25.000. Rồi em còn mã xanh 10k. Em còn mã xanh 10k, chị nào lấy thì comment cho em mã xanh. Rồi lên cho chị một con váy đen này, từ 40 tới 55 ký móc vừa, 40 55 ký móc vừa A132. A132 kèm điện thoại luôn cho em mã 10k A132 này. 10k lên cho em mã A132 kèm điện thoại luôn cho em mã 10k A132 ạ. Rồi lên cho các chị một con cò mút này mọi người. Từ 40 tới 52 ký mắc vừa. 40 tới 52 ký mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã A230. A230 nha mọi người, A230 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 39K A230. 132 này, 132 chị Hương Hưng Hồ. A230 39K A230. 39K A230 ạ. Một con áo nhung 40 tới 52 ký mặc vừa, 10k cho trên mã A99. Ui giời ơi. Mua cái A99 ạ.
10K A99 kèm điện thoại cho em ạ. 10K A99 nha mọi người ơi. 10K A99 nhá. MK A99. 45 tới 57 ký mắc vừa, 45 tới 57 ký mắc vừa. Rồi 10K nhá các chị ơi, 10K chốt cho em ạ, A146. 10K A146 này, 10K A146. A99 Hương Hương Hồ. Ở từ nãy giờ có mỗi chị Hương Hương Hồ chốt à? Rồi lên cho chị một con áo rút này. 40 tới 52 ký mắc vừa, 10K này. 10K chốt cho em A02. 10K A02. 10K A02. 10K chốt cho em A02. Rồi. 40 55 ký mắc vừa, 10K A2, A122. 10K A122 này. 10K A122 nha mọi người. 10K A122. 10K A122. 10K A122. 40 55 ký mắc vừa, 10K này. Chốt cho em A63, 10K A63. 10K A63 cho em ạ, 10K A63 này. 10K A63. 40 55 ký mắc vừa, 10K một con chân váy đen. 10K nha các chị gái, chốt cho em A201. 10K A201 kèm điện thoại cho em ạ, 10K A201 này. 10K A201 kèm số cho em ạ, 10K A201. Quần ghen này, con này size to cho em nè mọi người. Chị nào 55 60 ký mắc vừa. 55 60 ký mắc vừa quần ghen này, 55 60 ký mặc vừa. 20K cho cho em ạ, A10. A63 của chị Hương Hương Hồ. Rồi lên cho em ạ, A10. A10 20.000 A10. 20K A10 kèm số cho em ạ, 20K A10 nha. 20K A10 cho em ạ. Rồi. Chấm bay đi nào mọi người ơi. 210 Hương Hương Hồ. Bốn năm tới năm ba ký mắc vừa thì là lấy comment cho em A226. 210 210. Đó đó. 201. À 201 ạ. Comment 201 mà. A226 mọi người, 10K A226 này. 10K A226 nhá. Rồi. Áo này. 226 chị Angela Nguyên. Trời chốt cho em đỏ nha mọi người. Áo này 10K đỏ, 50 55 ký mắc cửa. 10K đỏ. 10K đỏ. Rồi lên hồng ren. 50 55 ký mắc vừa lên trên mã hồng. 50 55 ký mắc vừa chốt trên mã hồng, 10K hồng. 10K lên trên mã hồng. Hồng 10.000. Hồng 10.000. Trời màu này là kiểu màu gì ta? Màu xám, xám than à. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa, nhiều chị chưa đủ đơn sáng chốt đủ đơn cho em đi nào mọi người ơi. Rồi 10K A18, 10K A18 cho em ạ, 10K A18. 10K A18, mã hồng. Mã hồng với lại mã đỏ hương hương hồ. Hồng đỏ hương hương hồ. Rồi con này lên cho em ạ, tặng đi nào mọi người ơi, chốt cho em ạ tặng. Tặng con này nha các chị gái, chốt cho em ạ tặng này. Rồi lên trên mạng tặng này. À váy đen nào ta? À váy đen hết rồi. Hồng em cũng hết rồi nha. Rồi quần xanh này mọi người. 10K lên trên mạng xanh. 40 55 ký mặc vừa, 10K xanh. Tặng Hương Hương Hồ. 10K mạng xanh. 10K mạng xanh. Rồi váy đen này, à váy trắng này.
50-60 kg mắc vuông 10k A213 10k A213 10k A213 A18 nhân viên chốt hàng nhân viên chốt hàng lên số cho em chị nhân viên ơi. Mọi người chốt hàng kèm mã kèm số điện thoại cho em thôi nè. Rồi lên cho chị váy đen này. Hải Yến cũng dàn chốt đủ đơn cho em đi chị ơi. Một con hai con em không gửi hàng được tại vì cái này có 10.000 cái. Rồi. Thật này ra. Rồi, con này chị nào có tầm 55 kg qua đầu chốt cho em mặt đen. 55 kg bắp vừa lên cho em mặt đen này, 39k đen. Đen chốt hàng lên số này, nhân viên được cái mã gì đó, mã A18 á. Lên số rồi kìa. A18 nhân viên chốt hàng lên số cho em chị nhân viên nhá. Thoát ra vô lại rồi chị ơi. Máy bên kia thoát ra vô lại rồi đó. Vô lại rồi. Rồi. Một con áo sen là 10k nha mọi người nhá. Một con áo màu kiểu màu gọi là màu gì ấy. Gọi là màu gì. Rồi 10k nha mọi người, A255. 10k A255 cho em này, mã đen chốt hàng lên số chị Nguyệt Lưu ơi, các chị phải cốc vàng. Thấy chị Hương Hồ này. Mã đen chốt hàng lên số cho em đi chị Nguyệt Lưu ơi. Rồi A255 này, A255 kèm điện thoại cho em A255 này. 10k. 10k A255. 10k A255. Rồi 10k nha mọi người, từ 40 tới 55 ký mặc vừa. 10k nha mọi người, 10k chốt cho em A243. 10k A243, 10k A243. 10k A243. 10k A243. Chị Nguyệt Lưu ơi, chốt hàng thì lên số cho em đi chị Nguyệt Lưu ơi. Chị Linh Mai hình như đủ đơn chưa? Linh Mai cũng chốt đủ đơn cho em nhá. À. Rồi A243 Hương Hồ dồn đơn. Em ở Đắk Lắk chị nhá. Rồi tầm 40 này, 40 tới 55 ký mắc vừa. 40 tới 55 ký mắc vừa chốt cho em A81 này, lên cho em A81 nhá. Chốt cho em A81 này mọi người. A81 kèm điện thoại cho em 10k. Có. 10k A81 gọi thoải mái. À hả? À. Gọi được. Mã đen rồi, ok, đen nhân viên này, đen nhân viên dồn đơn. Đen kia. Rồi con này chị nào gọi tầm 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 tới 55 ký mắc vừa A242. Cho chị em A242 này, 10k A242. 10k A242 kèm điện thoại cho em ạ, 10k A242 này. 10k lên cho em ạ A242 nhá. 10k chốt cho em ạ A242 ạ. Rồi con này xả cho các chị này. 20k nha mọi người, một cái đầm dây này, đuôi cá chốt cho em ạ đuôi cá 20k. 20k lên cho em ạ đuôi cá 20. Đuôi cá 20 kèm điện thoại luôn cho em ạ đuôi cá. 20.000 mã đuôi cá cho em ạ. Chấm bài đi nào mọi người ơi. Đuôi cá 20.000. Rồi 20k mã đuôi cá cho em ạ. Có quần luôn người đẹp ơi, có quần luôn cho em nè. Rồi từ 40 này, đây quần đây chị này, quần đây 10k nhá. 10k này, chị nào lấy comment cho em mã A20, 10k A20. Từ 40 này, 40 tới 55 ký mắc vừa luôn cho em ạ. 40 55 ký mắc vừa A20. 10k A20, 10k A20 này. 10k A20 kèm điện thoại luôn cho em ạ 10k. 10k A20. 10k A20. Rồi lên cho chị một con áo ren. 40 tới 53 ký mắc vừa, 40 tới 53 ký mắc vừa. 10k chốt cho em mã A74, 10k A74. Đuôi cá trần lê thanh nhã. Rồi 10k A74, đuôi cá đó. Đây. Rồi A74. A74. Trần Lê Thanh Nhã A74. 10k A74. Hôm nay quần lẻ với lại áo lẻ thì nhiều nha. Rồi một con áo ren này mọi người này. Một con áo ren dành cho chị nào tầm 50-60kg mặc vừa. 50-60kg mặc vừa nha. 50-60kg mặc vừa. 50-60kg mặc vừa. 20k A60. 20k A60 này. 20k A60 áo ren nha mọi người nhá. Kiểu giặc áo ren thêm này. Tầm 50-60kg mà mặc vừa này.
Rồi A74 cho chị An Cala Nguyên dồn đơn. A74 An Cala Nguyên này. Rồi cái này A60 cho em ạ. A60 20k, A60 50 69 bắc vừa. 20k A60 cho em ạ. 20k. 20k A60. Rồi cái này, con này cực kỳ sexy. A60. A60 chốt hàng lên số cho em ạ. Rồi con này dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 53 kg mắc vừa. 40 53 kg mắc vừa. Rồi 20k con này chốt cho em ạ. A141. 20k A141 kiểu điện thoại cho em ạ, kiểu như là dạng váy luôn này, dạng váy đầm luôn nhá. Len là cái gì chị Thuận Võ? A60 chốt hàng lên số đi mọi người ơi. Chốt hàng không không vậy em không biết được này. Em chốt rồi, chốt cho chị Thuận Võ đi. Chị nói ba chứ không lên số, chốt cho chị Thuận Võ đi. Chốt cho chị Thuận Võ. A60 Thuận Võ. A141 20.000. 20k A141 cho em. 20k A141 nha. Rồi lên cho chị một con rêu. 5 tỷ có đơn chưa? 5 tỷ không? 5 tỷ có. Rồi, A141 5 tỷ này, dáng chốt đủ đơn như 5 tỷ nha. Rồi con này tầm 45 này, 45 tới 53 ký mắc vừa. 10k này chốt trên mã rêu. 10k lên trên mã rêu, rêu 10k, rêu 10k kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rêu 10.000, rêu 10.000. Rồi áo này còn nguyên tang mẹt luôn cho em ạ. 40 tới 53 ký mắc vừa, 40 tới 53 ký mắc vừa cho em ạ. 40 tới 53 ký mắc vừa lên trên mã tem 10k, 10k mã tem. Tem 10k này, tem 10k. Tem 10k cho em ạ, tem. Tem 10.000. Rồi lên cho chị một con váy nhé, một con váy hồng nha. 40-55 ký mặc vừa, một con váy hồng, 40-55 ký mặc vừa. A209 nhé mọi người, A209 kèm điện thoại cho em A209 đấy. Rồi 40-55 ký mặc vừa, A209 10k, A209. 10k cho chị em A209 ạ. A209 10.000. A209 10.000. Rồi 40 tới 55 ký mắc vừa, 40 tới 55 ký mắc vừa. Cho chị em A113, A113 39k. 55 ký quay đầu mặc vừa, A113. 39k A113. 39k A113. 39k A113 kèm số ạ. 39.113. A113. Mã tem chị nhân viên, mã tem chị nhân viên. Tem chị nhân viên, nhân viên, viên. Rồi 50 55 ký mắc vừa, 50 55 ký mắc vừa 39k A236. 39k A236 cho em ạ, 39k A236 này. 39k A236. 39.000 A236 ạ. Rồi váy đen này mọi người. Dành cho chị nào tầm 40 này, A113 nhân viên. 40 tới 53 ký mặc vừa nhé. 40 53 ký mặc vừa, chị nào lấy comment cho em mã A79 này. Cho chị em mã A79 nha mọi người, 10k nha. Rồi, 10k A79 cho em ạ, 10k A79 này. 10k A79 ạ. Rồi con này size cực kỳ to này. Dành cho chị nào mà mặc cuồng ghê này. Dành cho chị nào mặc cuồng tầm A79 cho chị Hương Hương Hồ. Rồi dành cho chị nào mặc cỡ tầm 60-65 ký mặc vừa. 60-65 ký mặc vừa cuồng ghê nhá. À không, thể tầm 55 55-60 ký mặc vừa cuồng ghê cho em ạ. 55-60 ký mặc vừa cuồng ghê. Chị nào lấy con này cho chị em A15. A15 20k A15. A15 20k. 20k A15. 20k A15. Rồi cho trên mã A204 này. Rồi từ 45 tới 53 ký mắc vừa A204 10k A204. 10k A204, 10k A204 ạ.
con này chị nào cỡ tầm 45 này, 45 tới 55 kg mắc vừa. Lên cho em A197, cho em A197. A197 10k, A197. 204 chị Hương Hương Hồ. Rồi A197 nha mọi người, 10k A197 cho em ạ. 10k A197 cho em nha, 10k. Tới 55 kg mắc vừa, 40-55 kg mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em A224. A224 kèm điện thoại luôn cho em A224. 224 nha mọi người, 10k 224. 10k 224. 10k 224. 10k 224. Rồi đầm này. 60-65 kg quay đầu cho em ạ, 60-65 kg mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em A119. A119 kèm điện thoại luôn cho em A119 cho em ạ, 39k A119. 39k A119 đấy. A119. Có 204 không? Có bộ chị ơi, có bộ nhá. Rồi quần ren này. Kiểu ren ren, dạng ren ren. Quần này mặc mát đi. Rồi con này chị nào có tầm 40-55 kg mắc vừa, 40-55 kg mắc vừa. Chốt cho em A50. 10k A50, 10k A50 cho em này. 10k A50. Chấm bài cho em đi nào mọi người ơi. Hay vậy. 224 có. 224 cho chị Quỳnh Phương, chốt đủ đơn cho em ạ. Rồi lên cho em A50, 10k A50. 10k A50 kèm điện thoại cho em ạ, 10k A50. 10k A50. Rồi, đen này mọi người. Chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 53 kg mắc vừa, A50 Quỳnh Phương. 45 tới 53 kg mắc vừa, 45-53 kg mắc vừa. A219 mọi người, A219 đấy, 10k A219. 10.000, A219 10.000. A219 10.000. Rồi, một con chân váy dài này. 40 tới 55 kg mắc vừa, lên cho em mã rêu, 10k rêu. 10k lên cho em mã rêu, 10k lên cho em mã rêu này. Các chị ơi, các chị có thấy em không ạ? Các chị chấm bài cho em đi nào. Cho em A257. A257 10k A257. 10k A257. 10k A257. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn cho em nè mọi người này. Con này còn nguyên tang mạc luôn. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn cho em ạ. Rồi con này dành cho chị nào mở tầm từ 40 tới 53 kg mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em A238. A238 có cả bộ đây chị này. Rồi, bộ này. Bộ này là quần cho em, bộ quần nha mọi người nhá, bộ quần này. 45 này, 45 tới 57 kg mắc vừa. Chị nào lấy bộ này comment cho em mã A232. A232 nhé các chị ơi, A232 bộ này nhé. Mã A232. A232. A232 kèm điện thoại luôn cho em A232 này. Rồi bộ này em xả cho các chị này. 30k A232. 30k A232, 38 chị nhân viên. 38 chị nhân viên.
Ừ, cái đó đó. A232. 238 chứ chị ơi, 238 Quỳnh Phương. 238 Quỳnh Phương, không phải 38 đâu. 238 Quỳnh Phương, không có 38 đâu nhá chị nhá. Rồi A232 này, 30k. 30k bộ đỏ nhá. Rồi, tiếp theo bộ này. 45 tới 55 kg mắc vừa, bộ này nhá, áo kiểu áo dây này. Ship là 26.000 chị ơi, 26 28 nhá, nói chung dưới 30. Rồi, 45 55 kg mắc vừa, chị nào lấy bộ này comment cho em mã A201. A201 bộ này nhá, 35k A201. 35k A201 bộ này. 232 Hải Yến. 35k A201, 35k A201 bộ này nhá. A201 35.000. 35.000 A201. A201 35. Rồi, áo này có mút cho em nè mọi người nhá. Áo này có mút cho em này và kèm một chân váy này. Và một chân váy nhá, áo mút và một chân váy này. Siêu xịn sò luôn. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em ạ, từ 45 tới 55 kg mặc vừa. 45 55 kg mặc vừa, chị nào lấy bộ này comment cho em ạ A44. A44 mọi người, chốt cho em ạ A44 này. A44 nha mọi người. Rồi 35k A44 cho em. 35k A44. 35k A44 chấm bài cho em đi nào mọi người ơi, chị nào còn thấy em không ạ? Chấm cho em một nút chấm 10 nè. Chị nào còn thấy em thì cho em một nút chấm 10 các chị ơi. Xả các chị 10k. 55 60 kg mắc vừa 10k.
Cho em A149 này, 10k A149 cho em. Rồi 10k A149, 246 Quỳnh Phương. A149 10.000. A149 10k. Chị nào chưa đủ đơn ra chốt đủ đơn cho em luôn nha mọi người ơi. Rồi đây cho chị một con áo ren này, con này có mút luôn cho em này. Chị nào thích kiểu áo bara như kiểu dạng áo bara cho em này. Rồi dành cho chị nào, cái này thơm này, dành cho chị nào 45 tới 52 ký mắc vừa, 45 52 ký mắc vừa lên cho em mã ren. 45 52 ký mắc vừa ren 15k, ren 15k, ren 15k, ren 15.000, ren 15.000, ren 15. Tới 52 ký mắc vừa, 40 52 ký mắc vừa. 10k cho trên mã A11. 10k A11 cho em 10k A11. 10k A11. Rồi con này, dây có mút luôn này mọi người. Cái áo ren kia mà các chị không chốt nữa là thôi luôn á. Rồi 45 này, 45 tới 53 ký mắc vừa. Lên trên mã dây, dây ren cho em này. Lên trên mã dây 10k này, 10k mã dây. Mã dây 10k kèm điện thoại luôn trên mã dây 10k. Mã dây 10.000. Dây 10.000. Rồi con này là quần dài cho em này các chị ơi, 10k này, xả các chị 10k luôn. 55 ký quay đầu mặc vừa, 10k A98. 10k chốt trên mã A98 ạ. 10k A98 cho em này, 10k A98 nha mọi người. 10k A98 dây ren cho chị Nguyễn Quỳnh. Nguyễn Quỳnh dáng chốt thủ đơn cho em. Sao mà trời ơi, sao mà nghĩ xa xôi thế không biết. Sao mà nó xa xôi. Nguyễn Quỳnh dáng chốt cho em cỡ tầm 7 cái nữa nha. Chứ còn cái là bọn em không gửi hàng được. Nhiều chị mới được có 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái em không gửi hàng được. Cỡ tầm phải 7 cái đổ lên, 6 cái đổ lên. Trừ khi các chị chọn đầm, đầm thì 39.000 cái. Thì ba cái đầm thì đủ đơn rồi. Nhưng mà các chị chọn mấy cái áo lẻ như này này, quần lẻ, áo lẻ thì các chị trang chốt đủ đơn cho em ấy. 50-60 ký mắc vừa. Không lên áo dài nữa chị ơi. Bỏ áo dài rồi. Chốt trên mạng A227. Thì cho bọn em chung online. Khi nào mà like áo dài thì báo ạ. Rồi A227 10k, A27 50-60 ký mắc vừa, A227 10k. 10k A227 ạ. À. 50-60 ký mắc vừa, A234. 50-60 ký mắc vừa, A234. 50-60 ký mắc vừa, A234. A234 này 39k, A234. 39.000 A234 ạ. 39k. 39k A234. A234, em sao mà em lên lên được chị. Em lên nhanh. Các chị có mua đâu mà em phải lên nhanh. Em phải lên chậm, em lên chậm. Các chị còn không nghe kịp, nói chi là em lên nhanh nữa. Rồi lên cho em mã xanh. Nhiều lúc mà em lên các chị mua nhiều, em lên nhanh mà các chị lại bảo em lên chậm thôi. Đến lúc em lên bình thường thì các chị lại bảo em lên nhanh, thì em chả hiểu. Rồi xanh 10k, chốt cho em mã xanh 10k. 50-55 ký mắc vừa, đen 10k. 50-55 ký mắc vừa, lên mua nu, nu 10k. Nu 10k. Nu 10k. Nu 10k. Rồi 50-55 ký mắc vừa, lên cho em mã tặng. Tặng. Rồi 40-55 ký mắc vừa, 10k A86. 50-55 ký mắc vừa, 10k A86. Mẫu hả? Mẫu hả? Còn nhưng mà em chưa có like chị ơi. Mũ thì còn. Rồi lên đầm cho các chị này. 39k con này nhá. Hôm qua 59k đàng hoàng rồi. À hôm qua 59k này, giờ em xả cho các chị 39.000. 39.000 nha mọi người.
Chị nào 4555 ký mắc vừa 39KA147. 39KA147, 39KA147. Rồi mã xanh Quỳnh Phương. Mã đen Quỳnh Phương. Bên kia hết ạ. Xanh Quỳnh Phương. Đen Quỳnh Phương, cái đen mà đen là đen trên váy ạ. Xanh với đen không, đen trên váy cơ. Đen trên váy cơ. Con ở dưới rồi hết rồi. Hả? Có một chân váy con ở bên kia rồi. Rồi. Cái này từ lâu rồi mới. Đây. Rồi, A147 nha mọi người, 39KA147. 39KA147. 4052 ký mắc vừa 39K mã hồng. 4052 ký mắc vừa 39K mã hồng. 39K mã hồng. 39K kiểu hàn là kiểu gì chị ơi, sơ mi hay là thun hay là gì ạ? À? Rồi 50-55 ký mắc vừa lên trên mã tem, à mã tem, mã còn tem, mã còn tem. 50-55 ký mắc vừa lên trên mã còn tem. 39.000 cho trên mã còn tem. A147 Quỳnh Phương, A147 Quỳnh Phương. Rồi con này chị nào tầm 40 tới 53 ký mắc vừa. 39K con này chốt trên mã A245, 39K A245. 39K A245. 39.000 A245. 40 tới 55 ký mắc vừa, comment trên mã tặng. Lên trên mã tặng này. Rồi. Rồi đúng rồi chị Quỳnh Phương là chân váy nhá. Rồi. À áo Nhật. Áo Nhật chị ơi, không phải áo nhà Hàn đâu. Cái đó là áo Nhật đi. Quần ngủ dài nãy giờ cũng lên mấy cái rồi mà có thấy gì? Có thấy đâu nào. Rồi 39K này 40 tới 55 ký mắc vừa. 39K A241, 39K A241 cho em. 39K A241 này, 39K A241 này. 39.000 A241 nhá. Free size này 60 65 ký quay là mặc vừa. 60 65 ký mặc vừa mã đen 20K mã đen. 60 65 ký mặc vừa đen 20.000 cho trên mặt đen. Đen 20. Đen 20. Đen 20 chấm mai lên cho em đi nào mọi người. Đen 20. Đen 20. Đen 20 rồi lên dây cho các chị này. Dây này xinh này. Sữa đậu nành là mùi nó sao? Mùi đậu này. 40 tới 52 ký mắc vừa. 40 52 ký mắc vừa A13. 40 52 ký mắc vừa A13. A13 kèm điện thoại trên 39K A13. Chứ chắc chắn cho đi chị Phương ơi, bây giờ xả tới xả lui chị có mặt mã đen mà, cái mã đen là cả mã. Mã đen là cả mã váy đó mà. Cái chân váy đi. Rồi A13 này 39K A13. Rồi 39K mã hồng, 39K mã hồng. Rồi à thôi xả cái này 20K đi. 20K lên trên mã hồng, hồng 20, 53 ký mắc vừa, hồng 20, hồng 20 cho em ạ. Hồng 20. Rồi, một cái chân váy này, một cái chân váy tím. Cho cho em mã tím này, 50 60 ký mắc vừa tím cho em. 50 60 ký mắc vừa lên cho em mã tím. 50 60 ký mắc vừa, cho cho em mã tím ạ. Tím nha mọi người. Rồi cái này xả cho các chị 39K luôn nào. Dành cho chị nào 50 60 ký mắc vừa 39K. 39K chị nào lấy con này chốt trên mã A125. 39K A125, 39.000 A125. 39K A125. Rồi 50 60 ký mắc vừa. 50 60 ký mắc vừa 39K. Rồi 39K A106. 39K A106 50 60 ký mắc vừa. A106 39K. 39K A106. 39K A106. Rồi 60 65 ký mắc vừa. 60 65 ký mắc vừa. Mã hồng. Mã hồng chị Quỳnh Phương. Đúng rồi, khi tối hôm qua là mua 59K, bây giờ em xả cho hết rồi chị ơi, tại vì nó còn ít à, chứ còn ít mà like thì like cũng không có ấy. Nên là em xả luôn. Lên trên mã A152. Khi tối hôm qua là tới 59.000 luôn á. 39K A52, 39K A52, 125 Hải Yến. 125 Hải Yến. Rồi. 39K con này chốt trên mã A152. 39K A152.
40 tới 52 ký mặc vừa, 40 52 ký mặc vừa. Cho cho em A04, lên cho em A04 này. A04 nha mọi người, A04 kèm điện thoại cho em A04 này, 39k A04 cho em. 39.000 A04. Rồi 55 ký quay là mặc vừa còn nguyên tem. 55 ký mặc vừa A225. 39k A225. 39k A225. 39k A225. 50 60 ký mặc vừa, 50 60 ký mặc vừa. 50 60 ký mặc vừa. Chị nhận hàng rồi, áo dài và quần đẹp lắm, chị có hai cái áo trắng. Áo trắng gì chị Trang Nguyễn ơi, áo trắng gì ạ? A06 này, lên trên mã A06, áo trắng gì chị Trang Nguyễn ơi? Lên trên mã A06 nha mọi người, 39k A06 cho em. 39k A06. Chào chị Trần Dung nè, chào chị đẹp. Rồi 60 65 ký mặc vừa. Cái gì? Lấy 125 hả? 125 là cái nào chị? Sao 125 lấy 106? Là một à, ý là 106 là cái nào ấy? 106 là cái nào? Giờ 106 em chịu á, chị ơi. Các chị đừng có xả tới xả lui, tại vì cái này em đã xả ra, em nói chung là em xả giá. Chị nào mua hôm qua là biết rồi, hôm qua em xả, hôm qua là em bán tới 59 ngàn, hôm nay em xả 39 k thôi. Mà cái bây giờ các chị chốt rồi xả tới xả lui, bây giờ em không biết được là em bỏ ra đâu á. Thấy chị Nguyễn Quỳnh này. Rồi 60 65 ký mặc vừa, 60 65 ký mặc vừa, 39 k A246 này. 39k A246. Cái 21125 trời ơi đẹp quá, trời đẹp luôn vậy mà xả trời chị ơi. Có 39.000 lấy luôn đi. Rồi, cái này có mút cho em ạ, 50-58 ký mắc vừa. Đen này có mút luôn nha, 50-58 ký mắc vừa. Trên nào lấy comment cho em ạ, A229. A229 nha mọi người, A229 cho em ạ. A229 kèm điện thoại cho em A229 này. A229. Hai áo dài hả chị hay sao? Tại vì em không có làm hàng nên em không biết chị nhá. Nói chung thì chị thông cảm giúp em về chị giặt ra là nó ấy được nhá. Tới 55 ký mắc vừa. A250. 50 tới 55 ký mắc vừa, A250 kèm điện thoại cho em A250. 10k. 259 Quỳnh Phương. À 229 chứ lộn, 229 Quỳnh Phương. 10k này, chốt cho em A250. 10k A250. 10k A250. Rồi đen cho chị một con tay dài 55 ký quay đầu mặc vừa. 55 ký quay đầu mặc vừa. Cho chị mã A16 này, A16 39k A16. 39k A16. 39k A16. Tôi qua lại mua tiếp. Tôi qua lại mua tiếp. Đi xem thử. Xem gì? Coi xem làm gì? Hôm qua là chỉ đi vòng vòng đường đây thôi. Đi vòng vòng đường đây thôi. Ý là đi vòng vòng đường đây thôi. Hay là cái thằng chết ở dưới đây. Cái gì vậy? Chết ở đâu? Em thấy cái bàn thờ. Bàn thờ bằng gỗ. Chỗ nào? Xuống đây tí đi. Xuống tí đây á. Lâu chưa? 50 60 ký mắc vừa. Hả? 19. 50 60 ký mắc vừa A252. A252 50 60 ký mắc vừa A252. Thấy chị Tha Dung Khưa. À.
A252, A252, 39.000, A252. 39.000, A252. 39.000, A252. A252. 39.000, A252. Rồi. Con này dành cho chị nào cỡ tầm 40 tới 50 kg mặc vừa. 40 tới 50 kg mặc vừa A205. 40 50 kg mặc vừa A205 này, chốt cho em A205. 39.000 A205, 39k A205. 39k A205. 55 kg quay đầu mặc vừa. 39k A228. 39k A228. 39k A228. 39k A228. Mơ kiểu ấy thôi, kiểu bình thường thôi. Cho mơ. Mà cũng sợ ha. Hôm qua đâu có bỏ tỏ gì đâu. Comment không có rồi người đẹp ơi. Em chỉ có 2055 tỷ. Cỡ tầm trưa nay em cũng chưa biết là gì. Con bé là gì? À, con bé nó ủi gì? Chắc ủi lốt rồi. Làm gì? Rồi 40 tới 53 kg mắc vừa, 40 53 kg mắc vừa. Thì nó lấy comment cho em A14. Chốt cho em A14 nha mọi người, A14 kèm điện thoại cho em A14 này. Tầm quá. A14 nhá, A14 kèm điện thoại cho em ạ. 10k A14. Xã 10k A14. Bốn mươi tới 52 kg mắc vừa, 39k còn nguyên tem, lên trên mã A70. Chốt trên mã A70. Rồi lên trên mã A70 nha mọi người, A70. 39k A70. 39k A70. 39k A70. 39k A70. Hay là tối một mình lúc đi đường đây ta. Rồi, chấm mai lên đi nào mọi người. A14 Quỳnh Phương. A14 Quỳnh Phương, A70 là cái nào chị? A70 chút hàng lên số chị ơi. Thu Dung Hứa A70. Giờ bây giờ Thu Dung Hứa mới được một con thôi nha chị ơi. Đang chốt đủ đơn ạ. Ủa, cái gì quen quen gì đấy? Lột qua lột lại mọi người. Đây. Rồi từ 40 này, từ 40. 40 tới 53 kg mắc vừa cho em ạ. 40 53 kg mắc vừa. Số 39k con này ạ. Chốt cho em A37. 39k A37 cho em ạ. 39k A37. Thu Dung Hứa giờ mới được một con này. A37 nha mọi người. 39k A37 cho em. 39.000 A37 ạ. 39.000 A37 cho em. Sáu mươi ký qua đầu, 10k nhá, 10k lên cho em A08. 10k A08 cho em, 10k A08 đấy. 10k A08 mọi người, 10k A08 đấy. Có 60kg luôn chị ơi, có 60kg luôn nha. Như cái này 60kg đấy chị này. 60kg quay đầu mặc vừa. Hôm qua bán 39, hôm qua bán 59, hôm nay bán có 39 thôi. Rồi ok chị nè. Mã A138. 39k A138, 39k A138. 39.000 A138. A138 39k. 39k A138. Rồi 50 55 kg mắc vừa. 50 55 kg mắc vừa, 39k A00. 39k A00. A80 là thế nào chị? Có A80 không? Đây, A80 đây. A80. A80 và A138 Trần Uyên. Cho chị Trần Uyên. Trần Uyên ra chốt đủ đơn cho em ạ. Rồi A00 mọi người, A00 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A00 này. A00 kèm số cho em nhé. Thank you.
10k này. 10k chốt cho em A118. 10k A118. 10k 118. 10k 118 cho em ạ. 10k 118. 40 55 ký mộc vừa. 40 55 ký mộc vừa. Chị nào lấy comment cho em A247. 39k A247. 39k A247 này. 39k A247 cho em ạ. A247 39.000. Màu này cực kỳ quyến rũ cho em. 50 58 ký mặc vừa A110. 50 58 ký mặc vừa A110. 39k. 39k A110. 39k A110. 39k A110. A20 là thế nào chị? A20 như cái kia sao? Cái kia không, cái trắng chị đang cầm đây này. Coi thử. Ai gì đó. A20 là cái nào chị này? A247 Thà Dung Hứa. Thà Dung Hứa A247 chị vừa mới cầm lên đấy. Rồi 110 Trần Uyên. Rồi 40 tới 53 ký mắc vừa. 40 53 ký mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em A195. 39k A195. 39k A195. Có đầm chị Trần Uyên ơi, có đầm nhá. Thì nãy giờ cũng lên đầm né, như này né. Cho chị em ạ, bi 55 ký qua đầm mặt vừa, bi 20k bi. Bi 20, bi 20 ạ. Cho chị em ạ, bi 20.000 mà bi ạ. Bi 20. Bi 20. Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa. 50 58 ký mắc vừa cho em A133. A133 50 58 ký mắc vừa. A133 39.000 A133. 195 còn gì? B20 chị Trần Uyên. A195 này. Kéo lên chị, kéo lên quá. A195 bên trong đấy. Lên số rồi. Hân Bảo A195. Dáng chốt đủ đơn nhá. A133 rồi chưa? A133 là cái nào? A133 Hân Bảo luôn này. Rồi 39.000. A133 Hân Bảo luôn nhá. Rồi 50 57 ký mắc vừa. 39.000 A218. 39.000 A218. 50 58 ký mắc vừa. 39.000 A218. A218 39.000 A218. 39.000 A218. 39k A218. 50 57 ký mắc vừa chốt che mặt đen. 20k mặt đen, 20k mặt đen này. Gọi là hàng bỏ đi đâu Quỳnh Diễm này. 60 ký quay đầu mặc vừa. 60-65 ký mặc vừa. 60-65 ký mặc vừa. A121. A121 39k A121. 39k A121. 39k A121 ạ. 39k A121. Đen. Nguyễn có đơn chưa? Bùi Nguyễn chưa? Mọi người chốt hàng lên số cho em với các chị ơi. 60-65 ký mắc vừa. 60-65 ký mắc vừa đấy. Rồi 60-65 ký mắc vừa, chị nào lấy comment cho em mã A133. 60-65 ký mắc vừa A133. 60-65 ký mắc vừa A133. 60-65 ký mắc vừa A133. 121 4 Nguyễn chốt hàng lên số chị 4 Nguyễn ơi. A133 39.000 A133. Chốt hàng kèm mã kèm số cho em đi mọi người ơi. 40-52 ký mắc vừa A206. 40-52 ký mắc vừa A206 này. A206 10k. 10k A206.
10K A206. 10K A206. 40-52 kg mặc vừa A79. 10K A79. 10K A79. 10K A79. 10K A79. Rồi lên chân váy này. 40-55 kg mặc vừa. 40-55 kg mặc vừa cho em A138. 10K A138. 10K A138. 206 phân bảo. Rồi A138. 10K A138. 10K A138. Rồi lên cho các chị bộ xanh này, bộ xanh đen. Bộ xanh đen. Đây nha mọi người. Chị nào lấy bộ này 55 kg quay đầu, chị nào lấy bộ này chốt cho em A02. A02 nha, 39.000 A02 bộ này. 39.000 A02. 39K A02 này. 39K A02 bộ này nha. 55 kg quay đầu 39K A02. 39K A02. 39K A02. Rồi 10K lên cho em ạ xanh. Áo nha mọi người, 10K chốt cho em ạ xanh. 40-55. 10K mã xanh, chấm bài cho em đi nào mọi người. 10K mã xanh. 60-65 kg mặc vừa. 60-65 kg quay là mặc vừa. A134. 60-65 kg quay là mặc vừa. A134. 39K A134. 39K A134. 39K A134. 45-55 kg mắc vừa. A254. 39K A254. 40-55 kg mắc vừa. A134 Trần Uyên. A254. 39K A254. 50-58 kg mắc vừa. 39K A113. 50-58 kg mắc vừa. A113. 39K A113. Năm mươi sáu mươi ký mặc vừa áo ren. 50-60 kg mặc vừa chốt cho em mã ren 10K. 10K lên cho em mã ren. Ren 10K. Các chị ơi, các chị chấm bài cho em với để em có động lực like. 10K mã ren, 10K mã ren. Rồi lên cho các chị chân váy đen này. 50 tới 57 ký mắc vừa. Trên Trần Uyên. 50 57 ký mắc vừa A130, 10K A130. 10K A130. Bốn mươi tới 53 ký mắc vừa. 40-53 ký mắc vừa. A110 10K. 10K A110. Bốn mươi năm mươi ký mắc vừa. A224. 10K A224. 10K A224 này. 10K A224. Cây đỏ
năm, tôi sống với chị được mấy năm thôi. 220 là cái nào chị? 220 là cái nào? 02 chứ làm gì có 220. Không có 220 đâu chị này. Rồi con này chị nào từ 45 tới 55 ký mặc vừa. A229 10k. 10k A229 đấy, 10k A229 cho em ạ, 10k A229. Rồi lên cho chị một con chân váy nơ nơ này. 40-55 ký mắc vừa. 10k A80. 10k A80. 10k A80. Rồi 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 tới 55 ký mắc vừa. 10k nha các chị yêu ơi. A205. 10k A205 này, 10k A205. 10k A205. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa. A57. 10k A57. 10k A57. 205 Hải Yến. 10k A07. Một mươi năm năm ký mắc vừa. 10k A247. 10k A247 cho em ạ. 10k A247 nha các chị gái ơi. 10k A247 này. Rồi quần ren này. Ren này lỗi lắm. 50 tới 55 ký mắc vừa. A27 Hân Bảo. A27 57 á. Có 127 á. Có 227. 247 là 27 247 á. 247 á. 207 là cái nào hả? Làm gì có 207 chị Hân Bảo. 25247 này, 247 cho chị Quỳnh Phụ của ai? Hân Bảo của mình cái gì? 247 à? 247 Quỳnh Phương, comment đúng mã cho em là được mọi người ơi. A57 cho chị Hương Hưng Hồ. 07 có 07 không? Người comment mã này, người comment mã kia em chịu luôn á. A141 con này, 10k A141 cho em ạ. 10k A141 nhé. Đây áo ren đây. 45-50 ký mắc vừa. Áo ren 45-50 ký mắc vừa A08. 45-50 ký mắc vừa A08. Chắc trên đây lại áo dài. A08. A08 nhé mọi người. A08 10k. 10k A08. 10k A08. Rồi lên cho chị áo dây. 40-52 ký mắc vừa. Áo dây này. 40-52 ký mắc vừa A62. Chốt cho em A62. A62 kèm điện thoại cho em A62 10.000. 10.000 A62. 10.000. Rồi quần gen cho em này. Quần gen này mặc cực kỳ sướng luôn đó chị ơi. Em comment chị không chốt, chị Nguyễn Quỳnh em có thấy chị comment gì đâu chị này. Rồi đây từ 48 này. Không, cái này từ 50. Tại vì cái này nó giãn nực mà. Nực nhá. Từ 48 này, 48 tới 55 ký mắc vừa. 48, 55 ký mắc vừa. Cho chị em A101. A101 nha mọi người. A101. Tại vì do em mặc cái quần đùi jean. À quần đùi jean ở trong nhá. Nên là nó hơi nó hơi ấy này, nó hơi nhăn nhăn. Rồi 55 ký quay được mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em ạ. A101 nha, A101 con này 20k A101 cho em. 20k A101 nè.
20K A101. Thấy chị Như Y Huynh này. Thấy Y Huynh A101 20K. 20K A101. Rồi rồi hết rồi. Rồi hết trơn á. Chả có hai thằng bố hết á. Đâm, đâm hả? Đâm hết à? Đâm bên này hết à? Rồi con này dành cho chị là tầm 45 này, 45 tới 55 ký này. A101 hết phát ạ. À. 20.000 cái đó, 20.000. Lên cho em A58, con này chốt cho em A58, 10K A58 cho em. 10K A58. 10K A58. Để cái đó cho em. Rồi xả 39K siêu phẩm nha mọi người, siêu đẹp luôn này. 50-57 ký mắc vừa, 50-57 ký mắc vừa. 39K A47. Con này nó bị lắm nên là em sale luôn với chị nhá. 20K A47. 20K A47 này, em có báo trước nó bị lắm ngay đây thôi nhá. A47 nha mọi người, 20K. 20K A47. Rồi A47 20.000 nha. A58 chị Quỳnh Phương. A58 Quỳnh Phương. Rồi A47 20.000 Trinh Nguyên. Trời ơi các chị chốt một cái xong các chị đi ra em cũng mệt lắm luôn ý. 50-55 ký mặc vừa 10K A248. 10K A248 trên 10K A248 đấy. Hương Hương Hồ nói chung là đủ đơn rồi, nhiều. Hương Hương Hồ là nhiều nhất luôn này. 40-55 ký mắc vừa A240. 40-55 ký mắc vừa A240. 10K A240. A240 10.000. 60-65 ký mắc vừa A47 còn làm gì. Nguyễn Quỳnh có thấy comment gì đâu ta. A47 cho chị Hưng Phát. Rồi con này A230. Cho chị em A230 10K. 240 là cái nào. Rồi A230 nha mọi người. 10K A230. Chốt cho em A50. 10K A50. 10K A50. 10K A50. 10K A50. 60 ký quay là mặc vừa. 60 ký quay là mặc vừa. 10K. 10K chốt cho em A64. 10K A64 cho em ạ. A50 chốt hàng lên số chị Như Y Huynh ơi. A50 bây giờ Trinh Nguyên mới được đơn này. A50 cho Trinh Nguyên chốt đủ đơn cho em ạ. Rồi con này chốt cho em ạ. A64. 10K A64. 40-55 ký mặc vừa. 10K A00. 10K A00. 10K A00. Ờ dạ chị Hương Phát, dạ chị nè. 10K A00. 50 của chị Trinh Nguyên rồi, chị Trinh Nguyên sáng chốt đủ đơn cho em ạ. A50 của chị Trinh Nguyên. A64 Trinh Nguyên luôn. A50 với lại A64 cho chị Trinh Nguyên, còn A50. Đó. Rồi 10K luôn các chị ơi, 45 tới 55 ký mắc vừa 10K. A249, A249. A249 10K A249 này. Chị Trinh Nguyên giờ mới được 2 con này, chốt thêm cho em cỡ tầm 6 con này, à cỡ tầm 5 con. 6 con cho em ạ, cỡ thêm cỡ tầm 5 con, 6 con nữa nhá. A40 55 ký mắc vừa. Chốt cho em A226. 40-55 ký mắc vừa A226 10.000. A226 10.000. Như Y Huynh
chị có lên số đâu mà em chốt cho chị. Nhưng Y Huynh có được có đơn rồi hả? Y Huynh không có số mà sao em chốt hàng được? Rồi 60-65 kg mặc vừa, áo này còn nguyên tem mặc. 60-65 kg mặc vừa chốt cho em mặt tem 10k. Tem 10k. 226 chị Trinh Nguyên. 226 chị Trinh Nguyên. 219 nha. Mình có 226. Có đâu. Vậy là cái sai nhá. 229 cái kìa. 226. À cái sai nhá. Cái đó lâu. Rồi lên cho em mã tem nha mọi người, tem này, tem 10k mã tem. 10k mã tem. Chốt hàng phải kèm mã kèm số điện thoại trên cùng dòng luôn cho em dễ chốt đơn mọi người nha. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50-55 kg mặc vừa. Đây còn nguyên tao mạc luôn cho em ạ. 50-55 kg mặc vừa. Nguyễn Quỳnh có đơn chưa? Nguyễn Quỳnh nhé. Em không thấy luôn đấy chị Nguyễn Quỳnh ơi. Em không biết là bị ẩn hay là bị gì. Em không hề thấy luôn nè. Rồi chốt cho em mã hoa đi mọi người. 10k mã hoa. 10k mã hoa. 10k mã hoa. Chị. Cái máy của chị có cái gì ta? Ấy cái này không? Quẹt mã. Thử quẹt cái này tự nó ra gì. Cái máy tiếp tục nó quẹt nó ra gì. Rồi mã hoa Trần Nguyên có đơn chưa? Trần Nguyên. Trần Nguyên chưa? Trinh Nguyên. Trinh Nguyên. Hoa Trinh Nguyên. Áo em mặc á hả? Áo em mặc cái này, áo em mặc cũ rồi chị ơi. Em mặc tới 2 năm rồi ý. Cái này cũng mặc áo si này. Cái này cũng áo si, áo kiểu áo thun Nhật đó mọi người. Áo thun Nhật mang trường lắm. Cho mát. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 40-55 kg mặc vừa. Chốt cho em A139 á, A139 nha các chị ơi, A139. A139 này, 10k A139. Biết sao không? Cái áo này nó bị lên màu rồi á chị. Mà em cứ để mặc. Ngày em trà. Tại vì mặc nó sướng. Em không lỗ đỏ. Áo hoa đó, có quần nhà không có quần nè. Giờ comment lại đi chị Nguyễn Quỳnh nha, em không thấy chị ơi. Chị có được mã nào không em? Được, chị bốn Nguyễn được hai mã rồi nha. Bốn Nguyễn được hai mã rồi. Hay là nó bị ẩn thì em không biết nha mọi người ơi. Cứ comment lên cho em không đọc tên các chị comment từ 3 tới 4 lần cho em nha. Rồi 10k mọi người mã nu, 10k mã nu, 40-55 kg mặc vừa 10k mã nu. 10k mã nu, 10k chốt cho em mã nu ạ. 10k lên cho em mã nu. Mã nu 10.000, mã nu 10.000. Mã nu 10.000. Đây, quần kiểu dạng quần gen này mọi người này. Bao nhiêu tiền? Em có đọc số em có đọc kia số tiền nha mọi người. Hả? Hả? 4 Nguyễn rồi, chưa hả? Ủa, 4 Nguyễn em nhớ như 2 cái rồi đó. Đây, cái này quần như kiểu dạng này. Từ 40 này, 40 tới 50 kg mặc vừa. 40 tới 50 kg mặc vừa. Quần gen cho em là 40-50 kg mặc vừa. Nó là trong này mấy cái quần ghen luôn á. Đây chị ơi, cái áo của em nó bị lem màu rồi. Nhưng mà em vẫn nặng biết sao không? Tại vì cái chất liệu vải là hàng Nhật nước cực kỳ mát luôn á. Mà A63 quần này, chốt cho em mà A63, 25.000 A63. 25.000 A63 cho em ạ. 25.000 A63. 25.000 A63. A63. Comment đúng mã cho em ạ. Rồi từ 40 tới 55 kg mắc vừa. A46 cho em, A49 ạ, A49. A49 10k A49. 10k A49 cho em. 10k A49. Rồi, cái quần này xinh nè mọi người này. 40 tới 50 kg mắc vừa. 50 kg quay ra mặc vừa. Rồi chị nào lấy comment cho em mã A70. Cho chị mã A70 10.000 A70. Quần ken cho chị Thu Đăng Hứa. Thu Đăng Hứa. Trời ơi nó đẹp.
Thà đừng hứa má. Thà đừng hứa. Thế em đọc gì? Thà đừng hứa. Biết rồi. Rồi còn nghe cho chị thà. Thà thà đừng hứa. Còn nghe chị thà đừng hứa. Thà đừng hứa. 40 tới 55 ký mắc vừa A60. A60 10.000, A60 rồi, ok em chốt chị rồi này. A63 là cái nào ta? A70 thà đừng hứa luôn này. Rồi chốt cho em A60 mọi người, 10.000. 10.000 A60. Rồi cái nào? Cái này áo này sexy này mọi người này. Mặc lên chỉ có mặc lên chỉ có tươi lên thôi. A213 mọi người này, A213. A213. Dành cho chị nào 40 55 ký mặc vừa A213 10.000. A213 10k. 10k A213. Rồi sẽ 10k con chân váy này, 40 55 ký mặc vừa. 10k A69. 10k A69 cho em à. 10k A69. 10k A69. Rồi 5557 khí mặc vừa. 10k A232. 10k A232. 213 là cái nào ta? 213 Nguyễn Quỳnh. Rồi A232 10k A232. 10k A232. 5057 khí mặc vừa. 10k A243. 10k A243. A123 có A123. 213 hết rồi. A19 chắc trên này làm công chúa. 39k A19. Anh chị soạn bên đây thôi. Chứ bây giờ chưa lái gì. A 39 là 39k. Rồi vải này cực kỳ mát luôn cho em đi nè mọi người, 60 65 ký mắc vừa. A19 đấy như tha thư. Thà đừng hứa. Rồi lên cho em A95. 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 10k A95. 10k A95. Cái quần này quá trời cương à. 50-55 ký mắc vừa. 50-55 ký mắc vừa. 10k A123. A132. 50-55 ký mặc vừa. A132. 10k A132. 10k A132. Cái khổ quá. Hả? Cái nào? Mới gọi là. Phải đi. Não già. Chú mày lâu à? Chú mày lâu à? Chú mày lâu à? A132. Rồi 40 tới 55 ký mắc vừa. 55 ký quay đầu cho trên mã A12, 10k A12. 132 Trinh Nguyên. Rồi A12, A12, 10k A12. 10k A12. Chị nào từ 4555 ký mắc vừa hấp. Lên chị hả, em tự đôi dây trên này. Rồi lên cho em A73, cho em A73, 10k A73.
10K A73. Có 32 hết rồi luôn. 10K A73. 10K A73. A73 10.000. 50 57 kg mắc vừa. 50 57 kg mắc vừa. 10.000. A67. 10.000 A67 cho em 10.000. A67 10.000. A67 10.000. 40 tới 55 kg mắc vừa. 10.000 A123. 10.000 A123. 10.000 A123. 40 55 kg mắc vừa. 10.000 A135. 10.000 A135. A67 là cái nào chị? A67 Trinh Nguyên. A67 Trinh Nguyên. Sáu mươi sáu lăm ký mắc vừa. 10.000 A131. 10.000 A131 cho em ạ. 10.000 A131. 10.000 A131. A131 10.000. 40-55 ký mắc vừa. 10.000 chốt cho em A209. 10.000 A209. 10.000 A209 đấy. Trời ơi, mới còn sớm mà các chị nè, đi đâu hết trơn rồi. Vừa ghi A209. Chấm bài lên đi nào mọi người ơi. Trưa nay em sẽ lại áo dài nhé. Rồi chân váy đen này. Rồi không, cái này quần đen. Quần đen dài. 45 tới 60 ký. À 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 tới 55 ký mắc vừa. Chân váy đen cho em này. Chị nào lấy comment cho em ạ. A128. A128 cho em ạ. 45 tới 55 ký mắc vừa. A128. Cho em A128. 45 tới 53 ký mắc vừa. 4553 ký mắc vừa. Chốt cho em mã A81 này. Chốt cho em mã A81 10k A81 cho em. 10k A81 này. Chưa còn sớm. 10k A81. 135 thở. Có ai? Rồi con này chỉ nào tầm 40-55 ký mắc vừa. Áo hoa này chốt cho em mã hoa 10k. 10k mã hoa. 10k mã hoa. 10k mã hoa. Bốn mươi năm năm ký mắc vừa. 10k A208. 10k A208 cho em. 10k A208 này. 10k A208. Rồi mã hoa này cho chị Trinh Nguyên. Mã hoa chị Trinh Nguyên. Sáu mươi sáu lăm ký mắc vừa. 10k mã xám. 60-65 ký mắc vừa. 10k cho em mã xám. 10k mã xám. 45-55 ký mắc vừa. 10k mã nâu. 10k nâu. 50-55 ký mắc vừa. 10k mã hồng. 10k mã hồng. Chấm bài lên đi nào mọi người. Rồi lên cho các chị một con quần màu cam này. Chốt cho em mã cam. 10k mã cam. Nâu Ân Bảo. 10k mã cam này. 10k mã cam. 40 tới 52 ký mắc vừa. 10k mã cam. 10k mã cam.
nào cỡ tầm 40 này, 40 55 ký mắc cô. Cam Hân Bảo. 10K A85. 10K A85. 10K A85. 60 65 ký mắc cô. 60 65 ký mắc cô. 10K A99. 10K A99. Số 40 55 ký mắc cô 10K mã rút. 10K chốt cho em rút ạ. Áo này dễ thương này. Chị nào 40 này, 40 45 ký mắc vừa. 40 45 ký mắc vừa. 10K nha. Chốt cho em A146. 10K A146. Với ca A146. Có thầy giả cổ yếm cho em ạ. Cho em ạ, yếm nha mọi người. 45 tới 53 ký mắc vừa yếm. 45 53 ký mắc vừa yếm 10k. Yếm 10.000 cho em ạ, yếm 10.000. Bốn mươi tới 52 này. 40 52 ký mắc vừa A195. Cho cho em A195 10.000. A195 10.000 nha. 45 tới 53 ký mắc vừa. 45 53 ký mắc vừa. A106 10k. Yếm Nguyễn Quỳnh. A106 10k. A106 10k. Ờ. Nguyễn Quỳnh. A106 10k. Rồi 40 55 ký mắc vừa. 10k A74. 10k A74. 10k A74. Rồi chân váy này còn nguyên tem này. Mời ca lên trên mạng tem. 40 55 ký mắc vừa 10k mã tem. 10k mã tem. 50 55 ký mắc vừa 10k này. Cho cho em mã A78. 10k A78. 20. 20. 20 à? Sớm quá à. 10k A78. Rồi lên cho em ạ, tím 50 55 ký mắc vừa 10k tím cho em ạ. Thôi các chị ống chốt lại em xuống này, hẹn các chị trưa nay ạ. A78 Nguyễn Quỳnh. Thôi em xuống nhé các chị ơi, hẹn các chị trưa nay nha. Các chị trưa nay em sẽ like áo dài nhá, cỡ tầm 22 giờ 10 ạ. 2 giờ 10 em like áo dài nhá.